Mày kéo con voi dán mày tay đâu. Chào anh Phương. Hả? Được rồi, được rồi. Chơi một cái này nữa. Thôi, một nữa. Một tầm bị lấy thế này. Thấy nhà mình lấy là tự. Tất cả lui lui ra. Một tầm bị lấy thế này. Một tầm bị lấy thế này. Tập trung đi nha, tập trung đi nha, tập trung vào. Tập trung vào đi. Tập trung vào đi. Anh Hoa kìa, nhìn về đằng trước. Lùi lại Tâm ơi. Chưa. Em thấy đây. Nhìn nó thẳng á. Bắt đầu. Ủa thế đó. Cấm đi. Ôi căng dây. Thôi cố gắng lên. Căng đi, mình căng đi. Trước đi anh Tuấn Anh. Này này này. Vâng, tiếp theo là đội E Cờ Lốp với bộ trang phục màu đỏ rất là máu lửa. Còn bên này là Cương với màu xanh huyền thoại. Lên tới đi. Đây, vận động viên này rất là xinh đẹp, đi kéo nay ai chịu được. Ơi giời.
Bông đã thắng. Đội Chu Văn thắng một thứ nhất. Mời hai đơn vị đổi sân. Nhanh quá. Thôi đi về cho nó đỡ mệt. Thôi mình chủ động đi, mình đừng có ngấy nữa. Chúng ta đứng ở vị trí đây, cho trọng tài kiểm tra. Từ từ rồi, lên dây đứng ở vị trí thôi. Đội hình của mình đẹp quá đi chứ anh Đồng. Đội hình của mình đẹp mà. Đội này nếu mà ta thu thấp đi, ta giữ khoảng 5 giây thôi, bắt đầu ta bật. Bên kia bơi ngay. Đội kia, đội hình kia bên kia không không đều bằng bên này đâu. Đó, mà bạn lên chúng ta là lợi thế. Vào sân. Lên dây. Rồi, múc. Ngả ngươi hết ra sau coi nào. Chân thẳng mình kìa. Chân thẳng kìa. Mũ kìa, chân thẳng kìa. Mấy anh chị lùi thẳng ra. Chân thẳng như mập kìa. Chân thẳng như mập kìa. Chân thẳng như mập kìa. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa. Căng dây đây, hai đơn vị căng dây. Đè dây này, đè dây này. Căng lên, chúng ta đi. Chưa, chưa, chưa. Dây vào, đừng có đè dây, anh nhầm. Anh biết. Em hấp nhẹ dây, thôi, được rồi, hấp bên kia dây đi. Chuẩn bị. Anh ơi, cho dây vào. Đi. Thấp người xuống. Giữ lại, giữ lại. Giữ lại đây, thấp người xuống. Thôi, kệ đi, kệ đi. Không có đó. Kệ đi, kệ đi. Giữ đây, giữ đây, giữ đây. Thế là trận đấu vẫn còn tiếp diễn, hai bên cứ tiếp tục thi đấu đi. Đây, giờ em cái lốp không lại được. Em cái lốp không lại được rồi. Vâng, trận tứ kết. Cư Vong đã tứ kết thứ hai, Cư Vong giành chiến thắng, còn Xuân Phú đã giành chiến thắng ở trận tứ kết 1. Vâng, tiếp theo là trận đấu bán kết thứ 3 của đơn vị E Tý và đơn vị E Ban. Đơn vị xã E Ban, cố lên. Hẹn gặp E Ban này chung kết nhá. Đấy, Xuân Phú cố vũ cho E Ban nhá. Rồi. E Ban có vận động viên sinh như này thì không chơi được rồi. Muốn kéo về nhà luôn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội Gia Banh này đội hình đẹp quá nhỉ. Sau đây hai đội sẽ đổi sân để thi đấu tiếp hiệp 2. Rồi mời hai đội. Kéo hai chân được nhau, nhắm mất trụ không được mất trụ nhá. Nhả dây rồi thôi. Kéo người đã. Các bạn nhả đi đây. Rồi giữ dây này, giữ yên. Bật luôn nhá, múc luôn. Ngáng ơi. Múc luôn, lên đi, múc luôn, lên, kéo đi, 2-3, kéo đi, 2-3, đây này E-tí các bạn, đây đội E-tí, E-tí năm ngoái qua kéo chung kết với Xuân Phú. Khán giả phải hô đồng thanh vào. Đồng thanh vào. Cố lên các bạn E-tí, hãy cho họ biết là mình không bé nha. Cả nước cả tiếng các bạn. Nghe khẩu lệnh phải múc ngay. Chuẩn bị rồi. 2-3 lên đi. 2-3 kéo. 2-3 kéo. ngả người kéo đi. Ngả người ra. Vợ E-tí cuối cùng cũng thắng.
rất là sướng, rất là vui nhỉ. Em tí rất là sướng, rất là vui. Chúng tôi xin tôi ẩm giới thiệu trận chung kết thứ năm ngày nay, đội mặc áo xanh là đội thể thủ phú, và đội mặc áo trắng là đội thể tô cho hai đội thi đấu trong ba ngày tháng năm. Đội căng, hai đội từ từ, lên ra giữ vị trí thôi. Rồi hai đội, chuẩn bị căng dây. Căng hết nhẹ đi, hết hai đội căng hết đi, căng thẳng dây để trọng tài điều khiển. Đi xe nhẹ dây, đi xe nhẹ dây đi. Nhẹ vừa thôi. Xin phép căng đi, xin phép căng đi. Xin phép căng dây đi. Đi xe nhẹ đi. Đi xe nhẹ dây đi. Xin phép căng đi, xin phép không chịu căng là thiệt đó. Căng dây, đi đi. Cổ vũ nhiệt tình mà. Tiếp xúc chứ. Đâu nhà sâu cô. Đứng ở trong đây cũng không. Cái sâu phải nhả ra.